Hi, chào các bạn. Hôm nay là mình hớt dạo nghề lần thứ hai. Ở nhà ông anh rể của mình, anh xã đang chuẩn bị hớt cho ảnh nha. Để mình quay sát coi hôm nay, hồi bữa hớt cho tía rồi bữa nay hớt cho ông anh rể. Mới có giờ đó. Có mua sẵn cái nón chưa? Tại vì trong tình hình này thì cũng không có ra đường đâu mà sợ xấu, cho nên nó là khỏi cần nón. Có lỡ xấu ở trong nhà luôn. này đặt tới 3 tuần mới được hết ha chị, bữa nay thấy chuyên nghiệp hơn chút ha. Với tại chắc anh Tư có tóc nhiều hơn tía. Tía tóc mềm quá ha. Tía cái đầu khác. À. Kiểu khác. Thành nó nói cái đầu của tía khó hết đúng không? Ừ. Cái đó là nghệ kia lâu năm. Không mà tía cái loại cái kiểu tóc á. Hớt cả nhà đãi cơm trái kho quẹt quá thì ngon. Anh Tư bị dễ hết nè. Thấy giờ đẩy đẩy lên là thấy coi được rồi đó, nó nằm vô. Cái trái mình nó là nó rụng nhiều hơn chứ còn một phần xa nó vô tư rất nhiều. Ngon lành. Hớt tóc là mọi lúc mọi nơi luôn. Này không cần phòng khách chỗ nào có trống có mặt bằng rộng là mình hớt để dễ quét với hút bụi. Ở đây tới còn cả tháng nữa mới tiệm tóc với tiệm móng tay mới được mở cửa lại nên tóc cái đó dài quá rồi. Hôm nay ở nhà chắc cũng cỡ mấy tuần rồi ta? Mình hơn 2 tháng rồi chưa hết. Ờ, 2 tháng rồi. Bởi vì nếu mà đợi thêm tháng nữa 3 tháng chắc bới luôn quá. Đại đi chứ. Mày đặt hàng tới 3 tuần mới hết, không phải là người hớt tóc không dám cho hớt mà người thợ sợ hớt tặng thêm cái nón bởi vậy. Đúng rồi. Nón thì mắc lắm à. Hết nó rồi, nhà hết nó. Nhà hết nó, tại mùa này không có bán nó. Nó mắc lắm, tháng làm cho ăn cơm trái một lần. Hết tóc qua, hết tóc qua. Ôi, hết đẹp quá anh. Hết xui, chưa xong. Không, nhưng mà em thấy đẩy kiểu đó đẹp á. Đẩy cái tóc anh nhìn gì đẹp. Nghĩa tháng qua ăn cơm trái một lần, hết tóc. Thôi, cơm trái bữa nay làm ngon quá, xuất sắc. Các bạn hãy đón xem thêm mì Quỳnh USA làm món cơm trái kho quẹt. Nếu ai xem kênh mình nó nhớ đón xem cái kênh đó, tại vì chỉ làm món đó ngon lắm. Nêm vừa ăn luôn. Hơn chó giá luôn. Không anh Vinh mà hớt kiểu đẩy tông đơ mà hớt kiểu này nè. Thấy cái đầu nó phùng ở sao hơn là nó bị không có bị dẹt. Hớt kéo á, ở ngoài tiệm hớt kéo không? Này ở đằng sau là gần hoàn thành rồi. Lên trước nữa là xong. Đẹp đẹp đẻ. Này là đi ăn tiền được rồi nha. Bữa nay là chính thức hết đi ăn tiền được rồi đó. Còn có lý đó. Hồi bữa tệ quá. Giờ thêm 2-3 cái đầu nữa là xiền luôn á. Bữa nào anh hết cho em nè. Thấy sắp nữ vậy hết. Trời ơi. Đầu nó dễ. Thử thấy mấy nhà kia nó cắt kìa, nó cộn lên. Thôi. Ê giờ tôi muốn cắt ngang nè. Thấy cắt ngang cũng có. Hồi lên dám cho thử tay nghề không? Lên đây. Quá chiếu rồi. Rồi đó, gần hoàn thành rồi đó. Sau khi 20 phút là cắt xong một cái tóc. Vậy là dao to rồi. 30 đồng. Khỏe re luôn. Tới giờ mình cắt máy nữa là bắt đầu xong. Tỉa máy này ở đằng trước chắc cũng dễ. Sơ sơ thôi.
đó, cái này là mùa Covid á, cắt tóc nhà bếp. Rồi tới phần trước máy thì chắc nhờ đại diện vợ lên đại diện tỉa máy, muốn tình tay mỏ hát cho biết ta. Thợ hớt tóc thì chiên hết phần sau, còn phần đầu á thì cho vợ lên đại diện hết. Mình lên lấy cái tô hay cái gì lúc lấy cái tô đi, bây giờ mua đen là cái tô á, người ta cắt thấy tình trạng cắt á, lấy cái tô ốp lên dây vòng cái đó vợ hớt tóc thì tiệm tóc. Ê, cái đó vậy kêu mua đen tô đâu ra không có đụng hàng sao người ta hỏi mình, hỏi mày hớt kiểu gì đó đấy. Mua đen thao, hỏi sao vậy, để cái thao lên trên cái mỏ ăn cắt cái không có lấy cái thao ốp lên, cái lần là cái thăm leo. Đây là phần trước đó, đây là anh Vinh. Anh Vinh cũng có channel nha các bạn, ủng hộ anh Vinh với anh lên channel gì, anh Vinh Chicago USA đó, dám hy sinh cái đầu kiểu mê minh thao rồi xong để cái thao vô đặng cho nó vừa luôn đó. Xong đẹp chưa, ngon lành không? Đó, đẹp trai rồi chưa? Rồi, xong rồi đó. Luôn. Mày có ai order là lên online nha. Lên đặt hàng. À, tiệm tóc hiệu nhà bếp. Thương hiệu nhà bếp. Kiểu tóc là mê ninh thao. Ta mê ninh bưởi nên mê ninh chọc, còn này là mình mê ninh thao. Quá đẹp luôn. Làm tâm đẹp quay trước mặt có chứ, làm tâm đẹp ơi chưa, cái này xong nè, vậy mới là vừa khuôn luôn nè. Đó, ngồi mình đẩy làm sao cho nó bằng nguyên cái thao đó các bạn. Đó, rồi giới thiệu anh Vinh luôn. Ok, bây giờ đã hoàn thành mái tóc kiểu là mê ninh thao rồi, mình xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hớt tóc nhà bếp kiểu mê ninh thao. Hẹn gặp lại vào những video sau. Xin tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Ai muốn cắt tóc liên hệ nha. Liên hệ. Tặng cho cái thao.